Thiếu tướng Apti Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat tuyên bố rằng Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ ở Kursk mà Ukraine kiểm soát từ ngày 6 tháng 8 tới nay. Theo ông Alaudinov, các cuộc tấn công của Nga ở Kursk trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực. Các blogger quân sự của Nga và Ukraine cho biết, từ cuối tuần trước, Moscow đã đột kích vào những khu vực tiền tuyến của Kiev ở Kursk, phá hủy hàng loạt cứ điểm và thiết bị. Theo một số chuyên gia, mưa theo mùa đã biến mặt đất thành bùn ở khu vực Kursk, mang lại cho Nga lợi thế vì lực lượng của nước này sử dụng nhiều xe bánh xích hơn quân đội Ukraine. Ông Emin Kastelemi, một nhà phân tích nghiên cứu nguồn mở tại Blackbird Group có trụ sở tại Phần Lan cũng cho biết địa hình mà lực lượng Ukraine đang cố gắng bảo vệ ở Kursk có lợi cho Nga. Theo tính toán của ông Kastelemi, Ukraine đã mất ít nhất 1 phần 3 lãnh thổ mà họ từng nắm giữ ở khu vực Kursk. Trong khi đó, chuyên gia George BB, giám đốc viện chiến lược Quincy Mỹ, nhận định rằng chiến dịch Ukraine ở Kursk dường như là một sai lầm. Ukraine đã kéo căng lực lượng để đưa lên tấn công Kursk, khiến hàng phòng thủ miền đông lộ ra điểm yếu để Nga khai thác. Trong vài tuần qua, Moscow liên tiếp giành được lãnh thổ chiến lược ở Donetsk, đầy kỹ ép và thế khó. Theo hệ thống tình báo nguồn mở Deep State, Quân đội Nga đã tiến sâu vào Torezko, một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine và là mục tiêu chiến thuật chính của Moscow ở khu vực Donetsk. Một chuyên gia quân sự chia sẻ với hãng tin TSN của Ukraine rằng nếu Torezker thất thủ, Moscow sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào Constantinoa, một trong những mục tiêu chiến lược của Nga trong kế hoạch giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk. Deepstate sử dụng hình ảnh vệ tinh đã xác nhận sự hiện diện của quân đội Nga ở vùng ngoại ô phía đông nam của thành phố Torezker với diện tích do Moscow kiểm soát đã tăng thêm vài chục dãy nhà. Nga cũng đã tiến hành ba cuộc không kích vào Cherubinovka, một khu định cư nông thôn ngay phía tây Toretsk. Nga cũng đã tăng cường các cuộc tấn công vào Pokorovsk, một thành phố quan trọng khác của Ukraine, mặc dù quân đội Ukraine vẫn kiểm soát được khu vực này trước các cuộc tấn công liên tục của Moscow. Nga được cho là đang đẩy nhanh tốc độ tiến công vào Donetsk nhằm đẩy Ukraine khỏi khu vực, tận dụng thời điểm mùa thu và mùa đông chưa đến khi thời tiết và địa hình vẫn còn thuận lợi để tác chiến. Ngoài ra, giới quan sát nhận định Moscow đẩy nhanh các mũi tấn công vào khắp các điểm nóng trên Donetsk nhằm tận dụng việc Ukraine đang dồn lực lượng ở Kursk thuộc lãnh thổ Nga. Tấn công cùng lúc vào nhiều khu vực chiến lược, Nga buộc Ukraine phải dàn mỏng và kéo căng lực lượng, khiến Kiev đối mặt với tình trạng vừa thiếu nhân lực, vừa thiếu đạn dược để chống đỡ. Trong một diễn biến đáng chú ý, Thiếu tướng Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat từ Cộng hòa Chechnya của Nga cho biết, một người lính Ukraine bị bắt đã đề nghị được tiếp nhận vào lực lượng đặc nhiệm Chechnya Akhmat. Trong khi đó, quân tinh nhuệ Ukraine đầu hàng hàng loạt. Theo ông Alaudinov, tù nhân là thành viên của tiểu đoàn tấn công AIDA thuộc lực lượng bộ binh Ukraine. Tướng Alaudinov Al cũng cho biết, bất chấp những nỗ lực của Kiev để duy trì tinh thần, nhiều thành viên trong các đơn vị theo chủ nghĩa dân tộc của nước này không thể chiến đấu được nữa và muốn sống sót. Tướng Alaudinov Al khẳng định, Nga sẵn sàng tha ngay cả những người phục vụ trong tiểu đoàn AIDA hoặc các đơn vị Azov có liên hệ với Đức Quốc xã nếu họ hạ vũ khí, mà trường hợp người lính Ukraine muốn gia nhập Akhmat nêu trên là ví dụ. Báo chí phương Tây đưa tin, quân đội Ukraine đang phải vật lộn với tình trạng kiệt sức, tinh thần xuống thấp và đào ngũ, trong đó nhiều lực lượng tiếp viện đến mặt trận không được huấn luyện đầy đủ. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, tướng Zarat cựu tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Đức và từng là chủ tịch Ủy ban quân sự NATO cho biết, kế hoạch của Ukraine nhằm chuyển hướng các đơn vị của Nga khỏi Donbass bằng chiến dịch Kursk đã thất bại bởi Nga chưa dừng tấn công khu vực này. Ông Kuzan nhấn mạnh, Ukraine ban đầu có ý định khiến Nga rút quân về khu vực Kursk nhưng hóa ra hiện nay, điều này lại có hại cho họ, bởi các lực lượng của Nga đang khóa chặt lực lượng dự bị của Ukraine, trong khi Donbass đang thiếu quân. Đồng thời, ông cũng cho biết cuộc tấn công vào Kursk là một hành động tất tay của Ukraine. Theo ông Kuzat, Nga đang tiến công từ từ ở Donbass với mong muốn hạn chế tổn thất. Ông cũng lưu ý rằng Nga đã đạt được thành quả gần Pokrovsk, đồng thời miêu tả thành phố nằm cách đồn nhân 50 km về phía tây bắc này là cực kỳ quan trọng do ý nghĩa về mặt hậu cần của nó ông kuzak cho hay ukraine vẫn đang giữ vị trí của mình nhưng việc thành phố này sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian tình hình của lực lượng vũ trang ukraine cực kỳ cam go và đang trở nên ngày càng nghiêm trọng qua từng ngày điều này diễn ra bất chấp sự hỗ trợ vật chất và tài chính to lớn từ phương tây chính vì điều này mà theo ông ukraine đang ở thế bất lợi trong cuộc xung đột và xu hướng đó sẽ trở nên rõ rệt quân đội nga đang đạt được thành quả ở donbass trong những tuần gần đây dành được nhiều khu định cư, trong đó có thành trì Vuleda then chốt ở phía nam của mặt trận. Sputnik News đưa tin, ngày 15 tháng 10, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Đồn tự xưng, ông Denis Pusilin cho biết, lực lượng vũ trang Nga đang tiến vào Dzehinsk, Toretsk thuộc DPR và đã kiểm soát được 2 phần 3 thành phố này. Trên kênh Soroviov ông Pusilin xác nhận, quân nhân của chúng tôi đang tiến từng bước qua thành phố Dzehinsk. Hơn 2 phần 3 thành phố đã được giải phóng, thậm chí có thể còn nhiều hơn vào đêm nay. Lực lượng Nga đang anh dũng đẩy lùi kẻ thù ra khỏi các tòa nhà nhiều tầng, họ đang tiến lên. Trong khi đó, kênh Rosiza 24 dẫn nhận định của ông Pusilin cho hay, cùng thời điểm với cuộc tiến công của Nga ở derzhinsk, Ukraine đang tái triển khai quân dự bị đến thành phố Kostyantynivka lân cận. Ông tiết lộ, hiện tại chúng tôi có thể nói rằng 70% thành phố derzhinsk đã được giải phóng. Quan chức này lưu ý rằng Việc sơ tán dân thường bị cản trở bởi hoạt động giao tranh, với ít nhất 1.000 người vẫn đang chờ được sơ tán đến nơi an toàn. Ông cũng dự báo, một khi lực lượng Nga kiểm soát hoàn toàn được dây cơ, họ sẽ có thể tiến xa hơn về phía Bắc DPR. Báo Nga Pravda mới đây cho biết, hệ thống phòng không Odessa không thể đánh chặn hàng trăm tên lửa đạn đạo Iskander mỗi tháng. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã làm gián đoạn hoạt động giao thông tàu thuyền tại các cảng ở Odessa. Các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào cơ sở hạ tầng cảng Odessa diễn ra hầu như mỗi ngày kể từ ngày 6 tháng 10. Theo Kyiv, Nga đã tấn công 21 tàu chở hàng kể từ khi rút khỏi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc do Liên hợp quốc làm trung gian vào ngày 17 tháng 7 năm 2023. Nga sử dụng hệ thống tên lửa Iskander-M để thực hiện các cuộc tấn công. Đây là một tên lửa đạn đạo tầm ngắn mạnh mẽ, có khả năng mang tới 700 kg thuốc nổ trong phạm vi lên tới 500 km. Tên lửa có thể đạt tốc độ siêu thanh ở giai đoạn cuối khi đi vào khí quyển. Khả năng này tạo ra những vấn đề đáng kể cho các hệ thống phòng không mà Ukraine đang phải đối mặt. Theo các nguồn tin từ Ukraine, lực lượng vũ trang Nga trước đây đã phóng từ 60 đến 80 tên lửa đạn đạo vào nhiều mục tiêu khác nhau trên lãnh thổ Ukraine, trong khi số lượng tên lửa hiện đã tăng lên 100 hoặc nhiều hơn mỗi tháng. Odessa là thành phố và đô thị đông dân thứ ba ở Ukraine và là một cảng biển và trung tâm vận tải lớn nằm ở phía tây nam của đất nước, trên bờ biển phía tây bắc của Biển Đen. Thành phố này cũng là trung tâm hành chính của vùng Odessa, cũng như là một trung tâm văn hóa đa sắc tộc. Phát biểu trước Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Pháp mới đây, Bộ trưởng Quân đội Pháp Sebastien Lecornu cho biết, viện trợ của Pháp dành cho Ukraine năm 2024 Dự kiến sẽ tăng từ 400 đến 600 triệu euro so với năm 2023. Theo đó, tổng viện trợ cho Ukraine năm 2024 sẽ dao động từ 2,5 đến 2,7 tỷ euro, tăng so với năm 2023 nhưng vẫn thấp hơn với cam kết trước đó của Pháp là 3 tỷ euro đưa ra trong thỏa thuận an ninh song phương Pháp Ukraine ký đầu năm 2024. Người đứng đầu quân đội Pháp cho biết Khoảng 300 triệu euro trong tổng số viện trợ sẽ đến từ các nguồn lợi thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga. Số tiền này sẽ được dùng để mua đạn dược, nhất là các đầu đạn 155mm, pháo tự hành Kasa và nhiên liệu cung cấp cho Ukraine. Ngoài ra, Pháp sẽ hỗ trợ Ukraine mua trực tiếp vũ khí từ các tập đoàn công nghệ của Pháp và được hưởng các khoản hỗ trợ ưu đãi từ Quỹ Hòa bình Châu Âu. Năm 2024, Pháp đã đóng góp 1,2 tỷ euro cho Quỹ Hòa bình Châu Âu và khoảng 143 triệu euro đã được sử dụng vì các lợi ích của Ukraine. Bộ trưởng Quân đội Pháp nhấn mạnh sẽ mua sắm các loại vũ khí mới như xe bọc thép VAB hoặc xe tăng AMX-10RC thay thế cho lô vũ khí cũ đã được chuyển giao cho Ukraine. Số tiền mua sắm mới này ước tính sẽ vào khoảng 533 triệu euro trong năm 2024, tăng mạnh so với năm 2023 với chỉ khoảng 177 triệu euro và dự kiến sẽ có tăng lên đến 700 triệu euro vào năm 2025. Trước đó, Pháp đã nâng tổng số ngân sách quốc phòng giai đoạn từ năm 2024 đến 2030 lên mức kỷ lục là 413 tỷ euro. Đến năm 2030, ngân sách quốc phòng của Pháp sẽ là 69 tỷ euro, tức tăng gần gấp đôi so với hiện nay.